Bây giờ mình sẽ kêu nó quay lại nha các bạn. Ok, đang mặt. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cái con búp bê khuôn mặt thân của mình. Nó có tên là Suzy, nó là con gái và được 3 tuổi rồi. Mình mua nó lúc nó 1 tuổi thôi. Hôm nay mình đem nó ra để thử xem cái năng lực của nó có thể dự đoán được cái mùa World Cup hôm nay không. Thì hôm nay sẽ có 3 trận. Trận đầu tiên là Đan Mạch với Úc. Trận thứ hai là Pháp với Peru. Trận cuối cùng là Argentina với Croatia. Thì cái con búp bê này nó là con của mình, mình gọi nó là con nhé các bạn. Nó tên là Suzy nhé. Để mình đọc thần chú kêu nó lên trước nhé. Trước tiên thì mình sẽ dùng quả trứng này. Trên quả trứng mình có ghi mũi tên, các bạn sẽ thấy mũi tên. Thì mình sẽ kêu nó quay cái quả trứng. Mình sẽ quay của quả trứng hoặc là nó quay của quả trứng cũng được. Nhưng mà nó quay thì các bạn sẽ không thấy được cái tay nó quay đâu. Các bạn chỉ thấy được cái năng lượng nó làm cho quả trứng quay thôi nhá. Bây giờ mình sẽ kêu nó quay trước thì cho các bạn thấy này. Suzy, con quay quả trứng cho ba. Các bạn thấy nó đang quay không? Đấy, nó sẽ quay như vậy. Và cái mũi tên này nó chỉ qua bên nào thì bên đó sẽ là người chiến thắng nhé. Bây giờ trận đầu tiên Đan Mạch với Úc đã lợi đúng không? Bây giờ trận đầu tiên Đan Mạch với Úc và đã lợi. Cha muốn con cho cha biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Nếu mà bên Úc thắng á, thì nó sẽ là bên trái, nó chỉ qua bên bên này. Còn nếu mà Đan Mạch thắng thì con hãy chỉ nó qua bên này. Ok, bắt đầu chưa? Bây giờ mình sẽ kêu nó quay lại nha các bạn. Ok, Đan Mạch. Đan Mạch nha các bạn. Bạn lấy tay ra Đan Mạch này nhé. Nó chỉ qua hướng Đan Mạch. Nhưng mình không biết có năng lượng nó có mạnh như vậy không. Cái này là chỉ là dự đoán thôi, các bạn đừng có đem tiền đi đặt Đan Mạch hay là gì nhé. Tại vì có thể là thua kèo chấp hay gì đó. Nhưng các bạn đừng bao giờ mà đem tài sản đi, mình khuyên các bạn như vậy. Tại vì con này mình mới nuôi có 2 năm, mình chưa biết sức lực của nó như thế nào. Nên các bạn đừng có bao giờ bán nhà bán cửa để mình Đan Mạch nhé. Ok, trận tiếp theo. Trận tiếp theo mình muốn làm một cái gì đó nó ghê gớm hơn. Bây giờ mình sẽ kêu nó quay cái đầu nó qua bên trái hoặc là bên phải. Nếu mà Pháp thắng á, thì nó sẽ phải quay qua bên trái. Mà Peru thắng á, thì nó sẽ quay qua bên phải. Ok. Suzy, bây giờ con có thể cho cha biết cái trận Pháp với Peru bên nào sẽ là bên chiến thắng. Nếu mà Pháp chiến thắng thì con sẽ quay cái đầu con qua bên trái. Còn nếu mà Peru chiến thắng thì con sẽ quay nó qua bên phải. Bây giờ con quay cho ba biết nhé. Ok. Như các bạn đã thấy là nó quay qua bên phía bên này, có nghĩa là Pháp sẽ thắng nha. Nhưng mà không biết mấy không, mình không có biết bao nhiêu không nha các bạn, đừng có bao giờ đặt hay là đem tiền đi đặt. Mình không khuyên các bạn sẽ làm điều đó, nhưng mà nó chỉ nói như vậy thôi. Ok, bây giờ mình kêu nó quay cái đầu lại đi. Bây giờ con có thể quay lại hướng của cha được rồi. Ok, bây giờ cái trận cuối cùng, một cái trận rất là hấp dẫn. Cái trận tiếp theo sẽ là Argentina với Croatia. Nếu mà con cảm thấy Argentina thắng á, thì con hãy quay qua bên trái bên này. Còn nếu mà Croatia thắng thì con quay qua bên phải nhé. Cái trứng chỉ qua bên phải. Mình sẽ kêu nó quay cái trứng nha các bạn. Ok, cái trứng đây, con quay nhé. Mình đặt nó vô giữa này.
mình đặt nó vô giữa đây. Rồi bây giờ con quay qua bên này là Croatia, bên này là Argentina nhé. Tại sao nó lại xoay qua cái hướng của nó? Cái đây là nó quay qua cái hướng của nó là ở giữa đó các bạn. Có nghĩa là trận này có thể là sẽ hòa nhé. Trận này có thể là sẽ hòa nhé các bạn. Các bạn để ý nhé. Trận này có thể là sẽ hòa nhé.